Nam Định hay được gọi là Thành Nam. Nhắc đến Thành Nam là nhắc tới mảnh đất từng là cơ sở nghiên cứu về tơ lụa do toàn quyền Đông Dương de La Nesan lập ra thời kỳ Pháp thuộc. Vào khoảng đầu thế kỷ 20, giới tư bản Pháp đã đầu tư xây dựng một nhà máy ươm tơ ngay đầu làng ở huyện Trực Ninh ngày nay. Từ đó, nghề tơ lụa ở Nam Định bắt đầu phát triển mạnh. Làng Cổ Chất và làng dệt Cự Chữ, huyện Trực Ninh, từng có lúc là vành đai nguyên liệu chính của công ty bông vải sợi Bắc Kỳ, do chủ quản là một số nhà tư bản người Pháp trong những năm 1900. Khoảng vài thập kỷ gần đây, mảnh đất Trực Ninh vẫn là nơi cung cấp tơ sợi, vải lụa chất lượng nổi tiếng trong nước. Là một cái vùng đất có nhiều nguyên liệu, rồi có nhiều nhân công, cho nên chính những cái điều kiện này mà người Pháp đã xây dựng ở thành phố Nam Định một cái trung tâm dệt, đó là nhà máy dệt. Nói đến Nam Định, nói đến Thành Nam là nói đến thành phố dệt. Thì từ một cái truyền thống, từ một cái khu vực có nhiều các cái làng nghề như thế, để rồi phát triển thành cái công nghiệp dệt của Nam Định. Và đến hôm nay, Nam Định đã phát triển trở thành một cái trung tâm công nghiệp dệt của cả nước. Nam Định có bến đò chè, có tàu ngô khách, có nghề ươm tơ. Đó chính là câu ca dao cổ quen thuộc để nói về sự nổi tiếng của làng tơ Cổ Chất, một ngôi làng có nghề ươm tơ, dệt lụa lâu đời bậc nhất Việt Nam. Nằm nép mình bên dòng sông Trực Ninh, từ bao đời, người dân nơi đây đã quen với việc trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt lụa. Chùa Phổ Quang Tự và đền Vạn Cổ Hương được xây dựng thành một quần thể kiến trúc của làng Cổ Chất, được Bộ Văn hóa cấp bằng di tích lịch sử văn hóa. Đây là nơi thờ thành hoàng làng, cũng là người mang nghề ươm tơ dệt lụa về làng thuở xưa. Khi mà ông đi đánh giặc về sau đó thì đến cuối đời thì ông mới về đây để mà tu hành. Và tu hành và đồng thời là cũng trông coi chùa và đền. Rồi là cũng mấy cái nghề mà ươm tơ dệt từ Sài Sơn rồi đưa về đây để cho nhân dân như là ươm tơ dệt lụa. Do chủ động được nguồn nguyên liệu là lá dâu nuôi tằm, nên từ bao đời nay, trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ ở thôn Cổ Chất đã nổi tiếng khắp vùng. Việc nuôi tằm của các hộ gia đình ở làng Cổ Chất có thể ví như ăn ngủ với tằm. Bởi chiếm phần lớn diện tích trong các gia đình là những nong tằm. Bởi tằm không sợ ánh sáng hay nhiệt độ của mặt trời, nhưng lại rất sợ gió. Nếu nuôi tằm ở ngoài mà gió to thì như nông dân mất mùa. Bắt đầu nuôi thì người ta phải nhìn vào lượng dâu, ví dụ như cây dâu vậy nó ra lá như nào. Kể cả khi đầu năm bắt đầu sang xuân cũng vậy, khi lá dâu nó ra đã có chồi non ra nào, nên là chuẩn bị các cái cung nhìn thấy dâu thì với định lượng, ví dụ như dâu tốt hay xấu, với định lượng lấy nhiều hay lấy ít tằm để nuôi. Người dân phải lựa chọn giống tằm để nuôi theo mùa sao cho năng suất nhất. Mùa nóng họ phải nuôi tằm đỏ, mùa lạnh sẽ nuôi tằm trắng. Mùa kén đỏ từ tháng 3 đến tháng 9, từ tháng 9 đến tháng 11 là kén trắng. Cứ vậy, lứa tằm, sợi tơ, cung dệt đã gắn bó người dân nơi đây từ đời này sang đời khác. Mà truyền thống chúng tôi nuôi từ trước, thường thường đầu năm nhiệt độ thấp ý, thì là chúng tôi nuôi cái loại tằm gọi là tằm nưỡng hệ của Trung Quốc nhập, tức là kén trắng đấy, khi nó chín là kén nhả ra trắng. Còn với lại cái tằm gọi là tằm nguyên, tằm ré đây này, gọi là tằm của các truyền thống của Việt Nam từ trước cái giờ đấy. Mà
Và cái trầm thứ ba nữa là tức là người ta nai giữa cái trầm rẽ này với lại cái trầm lưỡng hệ đấy thì nó cũng nhả tơ vàng nhưng mà cái năng suất tơ nó cao hơn. Để có được một tấm lụa đẹp, bước đầu tiên người thợ phải làm đó chính là tách nhộng để lấy kén và sẽ được những người thợ lựa chọn kỹ lưỡng. Kén sau khi được lựa chọn kỹ lưỡng sẽ được đổ vào nồi luộc. Trong quá trình ươm tơ, người thợ đun kén trong nước sôi 100 độ cho keo tơ tan ra để dễ dàng rút thành từng sợi. Kén tầm cho vào nồi được quả liên tục thi nhau nhảy lên bàn kéo sợi. Sợi tơ chui qua một lỗ nhỏ rồi cuốn mình vào cuồng đang quay tít. Kỹ thuật ươm tơ thủ công đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn của người thợ. Từ việc lựa chọn và phân loại kén tầm cho đến việc đào kén lấy mối tơ. Tay thoăn thoắt, mắt không rời để kéo tơ đều sợi, tạo nên những nén tơ căng chắc và óng mượt. Tơ thành phẩm được các thương lái về tận làng mua để xuất đi các vùng chuyên nghề dệt lụa truyền thống. Ngày nay, làng còn gần 500 hộ theo nghề, mỗi hộ bình quân 2 bếp ươm tơ. Ươm tơ quan trọng nhất mà khi mà kén mà nó đẹp như vậy thì là ươm tơ rất nhỏ mà đáy nhỏ như kia chứ không phải tơ cánh kia là mà cánh to, cánh này rất nhỏ mà đẹp. Tơ sau khi được cuộn lại sẽ được đem đi dệt. Và chẳng ở đâu xa, ngay giáp bên làng cổ chất là làng dệt Cự Chữ với lịch sử hơn 100 năm vẫn đang ngày ngày vang vọng tiếng thoi, mang tâm huyết giữ gìn cái nghề mà cha ông để lại. Hiện tại, hầu hết các hộ trong làng đều có ít nhất từ 4 đến 5 khung dệt. Nhà nhiều lao động có từ 10 đến 15 khung, còn các tổ sản xuất lớn có tới hàng trăm khung cửi trong các nhà xưởng tập trung. Trước đây, người làng chủ yếu dệt bằng máy đạp chân theo phương pháp truyền thống. Hầu hết người dân nơi đây đã được tiếp xúc với nghề dệt từ khi còn nhỏ. Chủ yếu là các thế hệ trước truyền lại nghề cho thế hệ sau. Cái dệt của Cự Chữ Phương Định ấy, thì ở đây là nó có Cự Chữ và Phương Định của cổ chất. Thì hai cái làng này là liên quan đến không chỉ trồng dâu nuôi tằm mà liên quan đến dệt nữa. Nó có cái liên hoàn với nhau. Chính vì vậy mà trong cái quá trình phát triển của nó là một cái vùng đất có nhiều nguyên liệu rồi có nhiều nhân công. Cho nên chính những cái điều kiện này mà người Pháp đã xây dựng ở thành phố Nam Định một cái trung tâm dệt. Người trồng dâu, nuôi tằm, người ươm tơ, người dệt vải. Ngày ngày, mảnh đất Trực Ninh vẫn rộn ràng tiếng ươm tơ, lách cách của thoi dệt như một niềm tự hào về truyền thống. Những giá trị văn hóa của nghề truyền thống này dường như là những mảnh ghép văn hóa. Đúng vậy mà trải qua biết bao thế hệ, những mảnh ghép của bức tranh về một làng nghề tơ lụa vẫn đứng vững trong thời kỳ hiện đại. Để ta sức dân những con người của đỉnh cao mới.